Alo, alo, tin khẩn cấp, tất cả cảnh sát điều tra hãy chú ý. Hiện tại, tất cả khủng long ở công viên đã trốn thoát ra ngoài. May mắn thay là chúng không còn ở trong thành phố, mà chúng đã đi thẳng vào rừng. Bây giờ thì toàn đội cảnh sát hãy chia nhau vào rừng và tìm chúng đem về. Nếu không, thì những người sống trong rừng, những ngôi làng ở trong rừng sẽ bị chúng tấn công. Mau lên, mọi người hãy mau lên. Và tất nhiên là chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình chính là Slenderman đây. Hiện tại mình đang vào vai của một người cảnh sát đã đi tìm và bắt những cái khủng long đã gọi là phá công viên và đã trốn thoát khỏi công viên rồi. Tất nhiên đó chính là công viên khủng long các bạn, chứ không phải là công viên sở thú như bình thường có mấy con khỉ khỉ hay là mấy con rắn hay ngựa gì đó. Không phải, đây là công viên khủng long. Và tất nhiên ngày hôm nay mình sẽ gọi là thực hiện một cái thử thách, đó chính là thử thách sống thằng khủng long cho các bạn xem. Nhưng mà mình sẽ vào vai là một người cảnh sát nha các bạn. Đây, các bạn thấy là một bộ trang phục cảnh sát rất là đẹp. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách thôi. Ok, và mình quên là mình sẽ chuyển lại cái chế độ, đó chính là sinh tồn cái đã. Hiện tại các bạn đang thấy là mình đang ngồi ở trong một cái con siêu xe cảnh sát của mình đó, ghê chưa. Và nếu các bạn thích những cái series về sống thằng John Noob và vân thì các bạn có thể gọi là bấm vào video, dừng video và like cái để chứng minh cho mọi người biết các bạn chính là fan chân chính của mình. Cùng với đó là các bạn hãy đăng ký kênh của mình ủng hộ nha các bạn. Nhớ là chia sẻ nữa và xem hết video, xem hết quảng cáo, bấm vào quảng cáo để ủng hộ mình có kinh phí đầu tư video hơn nữa, làm video chất lượng hơn nữa cho các bạn xem. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện thử thách nha các bạn. Oh yeah, và mình đã có một cái con siêu xe ở đây. Oh my god, con siêu xe này chả gì kỳ vậy. Có lẽ là mình nên tìm một cái ngôi làng nào đó đích thực để mình có thể hối của. Nói chung là hiện tại cái tình hình nguy cấp lắm rồi. Mà trong người mình hồi nãy mình đi gấp quá, mình không có đem một cái thứ gì hết. Cho nên là mình phải đi tìm một cái làng nào đó, mình phải kiếm đồ, hôi cổ, cướp cổ gì cũng được. Dừng lại. Ui, con xe của mình. Thôi xe mình nó ngu quá. Con xe của mình nó chạy ngu vãi chưởng. Đường thẳng nó không chạy, nó lũi xuống cống là cái gì vậy. Thôi giờ thì có lẽ là mình sẽ đi chặt cây đây thôi các bạn. Chặt cây thôi, công việc thường ngày mà mình hay làm. Mình chính là một viên cảnh sát. Và bây giờ là mình sẽ phải gọi là đi tìm nguyên liệu. Và tất nhiên mình phải gọi là sinh tồn cái đã. Sau đó mình mới có thể đi gọi là bắt khủng long về. Còn nếu mà tụi nó có thể tấn công mình á, thì chúng ta có thể gọi là triệt hạ tụi nó luôn, không để tụi nó sống nữa. Tại vì rất nguy hiểm cho những người trong làng. Oh yeah. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển lại góc nhìn này, mình đi tìm một cái ngôi làng nào đó để cho, để coi có cái ngôi làng nào không để mình có thể hôi của lấy đồ. Vì đừng kêu có làng kìa, đây có một con ngựa. Siêu xe của mình nó quá là ngu, không làm được gì hết, tưởng là nó ngon lắm, ai về đâu nó si đào quá. Khoan, để mình chặt thêm cái này cái. Bây giờ mình phải cần kiếm súng nè, đúng rồi, khi kiếm mấy cái súng để mình có thể bắn được. Tại vì khủng long nó rất là nguy hiểm, có những con rất là bự, chẳng hạn như là T-Rex nè đó, rất là nhiều. Rồi bây giờ thì có lẽ mình sẽ ráp đồ. Đây mình có 2 miếng thịt heo nè. Ok, bây giờ mình sẽ ráp đồ. Từ lúc mà khi mà chuyển qua chơi ở Buckhead này thì thực sự nó rất là đơn giản nha các bạn. Đơn giản chứ không có như là hôm qua mình chơi cái trên Minecraft PC ở trên điện thoại Android á. Úi giời ơi, nó khó. Khó, cực kỳ là khó luôn. Còn ở đây thì nó đơn giản hơn hẳn rồi. Rồi, oh yeah. Và ngày hôm nay mình sẽ xây gọi là xây thêm, không phải xây thêm, mà chính là mình sẽ xây một cái nhà có hàng rào bảo vệ để tránh khỏi cái bọn khủng long nha các bạn. Hiện tại là khủng long đang rất nguy hiểm rồi, không thể nào mà để cho chúng nó lông nhông trong rừng được. Chúng nó không phải là mấy con heo hay mấy con cù hay mấy con bò gì hết mà ở lông nhông trong rừng được. Chúng nó là khủng long rất là nguy hiểm. Ở đây có làng nè, đi vào. Có lẽ các bạn nghe tiếng mình rất là lạ đúng không? Hiện tại là mình đang sổ mũi và ho, nói chung là bị cảm đấy các bạn. Rất là khổ. Mấy thằng dân làng này hên nhờ, chưa bị khủng long tấn công. Hên đấy, chúc mừng các em hên đấy, các em may mắn ấy. Nhưng mà tí nữa các em coi chừng cẩn thận ấy, khủng long nó vào tới đây là nó ăn thịt nhai đầu từng thằng hết á. Bây giờ mình đang tìm một cái nhà, đang tìm cái nhà này. Nhưng mà trước khi tìm cái nhà này thì luộc luôn cái này đi, luộc luôn, lấy luôn. Ha. Lấy. Yeah. Và ở đây tất nhiên rồi. Ồ.
Có súng nè, súng xịn. Súng xịn là xín súng. Súng nè, ở đây có cây súng nè. Ồ, có than nè, có bánh mì. Yes, có yên ngựa nữa, lấy luôn. Wow, mình có cây súng nè. Wow, hai cây súng luôn. Wow, cây súng nè. Wow, để con bạn coi. Rồi. Yeah, đây là viên, ta là viên cảnh sát và ta đang cầm súng đây các bạn thấy chưa. Thôi bây giờ thì mình lấy như vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ phải quay trở lại cái làng cũ của mình để mình lấy thêm nguyên liệu, đó là những cái bộ giáp sắt để có thể tấn công được với những cái thằng gọi là tấn công với những cái con khủng long chân dài tới lách, chẳng hạn như con T-Rex chân nó dài tới lách, và chẳng hạn như cái tay của nó rất là nhỏ nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi về cái làng cũ mình nha. Bây giờ là mình thấy lấy thêm sắt nè các bạn. Nãy giờ mình đào cũng được mớ sắt rồi. Đằng kia có một cái bàn chế tạo của mình, nãy mình quăng ra. Rồi lụm, rồi sắt như vậy, 31 sắt rồi. Oh yes. Thôi là nãy mình có than ở trong cái ngôi làng kia. Ui, ở đây có ngựa nè các bạn. Ngựa trắng nè. Ôi, mình có cái yên ngựa nữa. Hay là mình bắt con ngựa luôn ta. Oh, cảnh sát cưỡi ngựa cũng ngầu đấy chứ. Ở nước ngoài là cảnh sát người ta cưỡi ngựa không ấy, chứ không phải là đi theo kiểu như mình đâu nhá. Có người nhiều cảnh sát ở cưỡi ngựa nữa các bạn. Để mình vào đây coi có gì không. Ok, ở đây có một cái rương nè. Ở đây mình không thấy. À, đây có rương nè. Đi ra. Ở đây có giáp sắt rồi nè. Người ta sao mình phải nấu nữa. Ôi vãi thật. Đây, ở đây có giáp sắt rồi. Ok, không sao. Thì chúng ta cứ mặc giáp sắt rồi, chúng ta làm thêm sắt đi, không sao cả. Bây giờ thì mình sẽ mặc cái giáp sắt rồi cho các bạn thấy là một viên cảnh sát mặc đồ như thế nào nha. Yeah. Mình sẽ làm thêm một cái kiếm sắt nữa. Rồi, cái kiếm sắt. Ơi lộn, ồ đúng rồi, kiếm sắt chứ. Oh yeah. Rồi ở đây mà hơn là mình có qua cục sắt sẵn. Oh my electric blade. Oh, một cái kiếm điện hả. Yeah, một cái kiếm điện. Không biết chém có điện không nữa mà đặt là kiếm điện. Rồi ok, có lẽ bây giờ mình sẽ xây gọi là một cái hàng rào. Mình sẽ không xây nhà đó các bạn ạ. Mình sẽ xây một cái hàng rào bảo vệ thôi. Bảo vệ một cái chỗ của mình để mình có thể chiến đấu với cái bọn khủng long. Không biết là chuyện này giờ này tụi nó đang lãng vãng ở đâu trong rừng, nó nguy hiểm lắm các bạn ạ. Cho nên là chúng ta phải xây lẹ thôi. Bây giờ mình sẽ chuyển cái game mod, chuyển qua game mod khác để mình có thể làm dễ hơn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua cái sinh tồn. Yeah. Ơi, sáng tạo chứ lộn. Mình cứ nhầm. Bây giờ thì có lẽ là mình sẽ lấy thêm ít đá nè. Đá cuội mình có nè. Và tất nhiên mình sẽ xây một cái hàng rào. Ở đây mình cần thêm sắt nữa. Đâu rồi ta? Cái hàng rào sắt các bạn. Đây, hàng rào sắt nè. Và tơ nhện nữa. Tơ nhện thì ở đây hình như không có. Tơ nhện như bên này nè. Alright. Ngon lành cành đào. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái hàng rào nha các bạn. Hàng xây ơi khoan, mình nên xây hàng rào như thế nào ta? Mình xây hàng rào kiểu như vậy đi. Alright, và mình thật sự mình cũng không biết nữa. Mình cứ xây đại đi. Nói chung là nó cũng đơn giản mà. Wow, mất rất nhiều thời gian đấy các bạn. Nhưng mà không sao, cái này thì mình sẽ xây offline thôi. Mình chỉ xây cái khung thôi. Đây là cái khu mà mình sẽ chứa mấy thằng dân làng ở trong đây. Đó, lát mình sẽ đổ lava xung quanh. Giờ coi như là cho mấy dân làng á, nó trốn ở trong đây. Chứ không là nó cũng ngậm cũng tẻo, rất là nguy hiểm. Right. Ok. Và ở đây á, ở đó là cái phần ở bên ngoài. Phần ở bên trong, còn phần ở bên ngoài là mình sẽ cho nó là tơ nhện. Đây mình xây cái lớp đầu thôi nha các bạn. Còn cái lớp sau á là lát mình sẽ xây offline. Mình xây cái lớp đầu này cho bạn xem. Đó. Thì mình sẽ xây tơ nhện ở đây. Rồi nói chung là để cản lại mấy con khủng long ngu ngốc. Mình cũng không có cần cái gì đâu. Mình chỉ cần là tơ nhện nè. Mình chỉ cần một hàng rào. Ê, có con ngu này. Con heo ngu vãi. Đó. Mình chỉ cần tơ nhện ở đây. Hàng rào sắt thì lát mình sẽ xây cao lên nè. Đây mình sẽ làm luôn cái demo cho bạn xem. Mình chỉ xây một lớp ở dưới là đá thôi. Một lớp này là đá thôi. Còn đây mình sẽ cắm hàng rào sắt lên cho nó an toàn. An toàn với mọi người. Right. Oh yeah. Đó, lát mình sẽ xây upline, mình sẽ xây cao lên nha, cho đúng như một cái hàng rào. Và quên nữa là xung quanh đây mình sẽ đào một cái hố lava nữa. Cho nên là các bạn cứ yên tâm. Khủng long nó bự lắm.
cho nên mình chỉ cần một cái hố lava nhỏ thôi là tụi nó bị mắc kẹt liền. Rồi mình sẽ xây hết cái này, cái rồi mình sẽ xây offline nha các bạn. Ok, đây rồi mình sẽ cho bạn xem. Wow, ghê chưa, nhìn rất là ghê không. Rồi bây giờ mình có lẽ mình sẽ xây offline tất cả mọi thứ rồi mình sẽ trở lại cho bạn xem nha. Ôi, nãy giờ đứng ở trong đây đợi thịt đồ với sắt đồ nó làm xong rồi thấy mệt quá. À và hồi nãy mình có một cái, khi mà mình đang xây cái hàng rào bảo vệ bạn, mình có một cái ý tưởng rất là độc đáo là mình sẽ thêm vào 1000 cái xương rồng để làm một cái hàng rào bảo vệ nữa. Ủa, rất là tuyệt vời, lát mình sẽ cho bạn thấy. Ôi ngủ quá. Các bạn có nghe tiếng gầm không? Nghe không không? Ôi. Ôi, trời nó tối rồi nè, hay là bọn khủng long bắt đầu đi săn thịt rồi. Ôi, khoan, để mình coi. Thịt của mình đã 10 miếng rồi nè. Ok. Sắt 20 cái, 20 mấy cái nè. Quan trọng mình nướng đợi thịt thôi. Các bạn nghe tiếng gầm. What? Các bạn, con khủng long cổ dài kìa. Con khủng long này nó rất là hiền. Wow, khủng long nó xuất hiện rồi. Chết rồi. What? Ôi, cái con này mày nè, cái con này là cái con gì đây, cái con khủng long gì mình cũng không biết nữa, không biết tên, nhưng mà chắc chắn là khủng long ăn thịt rồi. Quầy ghê. Rồi, hình như là nó khủng long ăn thịt thì sao á. Ghê vãi. Chết rồi, mình không có đạn, súng mình không có đạn giờ sao mày kia. Đúng rồi, nó y như là tắc kè đó. Ui, nó cắn mình không, hình như là khủng long nó tắc kè hay sao các bạn. Ui sao tối thui rồi. Ui nó cạp mình cái mình bị choáng rồi, mình bị tối mặt tối mày luôn rồi. Ghê vãi, từ vô nhà. Ui, tự nhiên vừa nghe tiếng gầm cái là tự nhiên xuất hiện khủng long quá trời luôn. Ui, vậy là tụi nó đã tới được cái khu vực của mình rồi. Mình phải cầm đuốc để mình về nhà cho nó sáng. Lấy. Ui, cái súng này nó không bắn được. Ui, đây khủng long quá trời nè. Từ. Nó chưa tấn công mình đừng có tấn công nó. Đằng này mấy con khủng long này mình biết là khủng long cổ dài này rất là hiền nha, nó bự, rất là bự nhưng mà nó hiền lắm. Nó chỉ ăn cỏ thôi chứ nó không ăn thịt. Hiền đúng không? Ở đây là mấy con gì đây? Mấy con gà hả? Khủng long gà. Mình cũng không biết nữa. Uầy, quá trời luôn. Đây, mình sẽ về cho các bạn thấy được cái căn nhà gọi là 1000 cái xương rồng của mình, mình chuyển cái này cho các bạn xem nha. Pep. Đây các bạn có thể thấy. What? Đâu đi? Ui, nó ủi mình kìa. Nó ủi mình không ta? Con này nó ủi không? Ui, ghê vậy. Đây, 1000 cái xương rồng mình có để đường vào nè. Đó, mày thấy chưa? Ghê chưa? Ghê không? 1000 cái xương rồng mình đã lắp hết xung quanh luôn. Để mình chuyển lại cho các bạn xem dễ nhìn nha. Mình ở đây mình khó nhìn quá. Đó, mình đi ra ngoài coi. Không biết có mấy con khủng long nó có đánh mình không ta? Nó đánh mình thì mình sẽ đánh lại. Ui, đằng kia có một cái xe kìa. Ui, hình như con T-Rex. Này con T-Rex loại nhỏ hay sao nè, mình không biết nhưng mà mình biết là cái hình dáng nó là của T-Rex. Con này là T-Rex mà. Ui, mình bị cái gì kìa. What? Mình phải cắt bớt mấy cái đồ này vô nè. Ghê thiệt, mình đã cheat thêm táo vàng nè các bạn. Thực sự mình phải cheat thôi, nếu không cheat thì thực sự là không thể nào mà đánh được. Các bạn thấy cái con nó ghê không? Ghê vãi. Ơi, có một con bị dính nè, mày. Nó định cắn mình hay sao mày? Nè, nó bị dính hàng rào của mình nè. Mày hai con luôn. Nó bị dính hàng rào rồi. Chừng nào nó chết đây. Đây để mình coi chừng nào nó chết. Thấy chưa các bạn, thấy không? Xung quanh nhà mình là hàng rào xương rồng đấy các bạn. Rất là ghê. Ơi khoan, để mình lấy thịt cái, thịt này thịt. Ơi thịt sống. Ủa, thịt chín của mình đâu rồi? Ôi mình bỏ vào trong đây luôn chứ. Ngu người thanh niên. Rồi mình sẽ đặt thêm cái lò vào đây nữa. Rồi mình sẽ nấu luôn cái này. Ngu người thanh niên luôn á. Wow, mình kinh thiệt các bạn. Mình đã có chuẩn bị cung rồi nha. Mình ơi phải, mình chuẩn bị mũi tên, mình chuẩn bị đạn rồi. Chuẩn bị đạn rồi các bạn. Đó rồi. Ê, ui nó tấn công mình kìa. Hai con này tấn công mình. Vãi, mày tấn công mình đó mày. Mày nè. Quay, nó tấn công mình thôi ấy. Ăn táo vàng trong cái. Nè nó tấn công mình nè các bạn nhìn này nha. Ấy. Ui mình hên ơi, mình không ra được. Mày nè, đây là cái súng thường của tao thôi. Ui thì ra mấy con này nó hút mình. Đường này có hai con gì nữa nè.
Hello. Mày, nó cắn mình ta. Nó không cắn mình các bạn à. Đây đây, cái con khủng long này nè, nó đánh mình bị choáng nè, nó bị đánh mình bị làm mình mù mắt luôn nè. Quay. Đấy. Được chưa? Con nhỏ này. Ghê chưa các bạn? Gồm. Nó có hiệu ứng là nó kiểu như nó xì cái gì ra là mình bị dính độc. Mình bị mù luôn. Quay nó dính mình. Quay, chết. Wow, kinh, để coi con này coi. Để mình coi con này coi. Ui, nó đánh mình kìa. Ơi, mình không có làm gì nó nha. Cái này là mình chỉ tự vệ thôi. Quay, chết. Mày chuẩn bị chết chưa cu? Ha ha ha. Mình đánh mấy con lớn không lại, giờ mình đánh mấy con nhỏ. Ăn hiếp mấy thằng nhỏ thôi. Ăn hiếp mấy thằng lớn nó mạnh quá. Nó chạy kìa, mày nè, chạy nè. Chạy nè chui. Ghê chưa. Mày nè, chạy hả mày? Nghĩ sao mà mày chạy à? À, đồng loại của mày đánh tao. Ui, sao có con này nhỏ mà nó trâu vậy ta? Nó nhỏ mà nó trâu thì cái chứ. Mày, để mình thử cái súng này coi. Mày nè, trâu nè. Ui, cái con gì đây? Cái con này quá, nó quẩy đuôi. Nó quẩy đuôi kìa. Con này hình như là cái con mà giết chùm cuối hay sao á. Quay, mày nè. Mày. Oh my god, chết chưa? Mày trâu vậy cu? Chết, thôi nó trâu. Con này là con giết chùm cuối nè. Con cá này giết chùm cuối nè, không biết nó có tấn công mình không ta. Hôm nay còn mình nó tấn công mình đâu. Quay. Nó không tấn công mình các bạn. Con này là giết chùm cuối nè. Con này vãi trưởng. Ui, con này con gì đây? Quay, ghê các bạn. Mình giết con bự không được là mình phải ăn hiếp con nhỏ không? Các bạn á, ra đường các bạn, ví dụ mà các bạn bị mấy thằng lớn hiếp, các bạn đừng kệ nó đi. Các bạn ăn hiếp mấy thằng nhỏ hơn mình thôi. Chẳng hạn như thằng này, chẳng hạn như con này nhỏ hơn tao nè. Ok, đằng kia có một con kìa. Mày hồi nãy nó giết mình đó bạn, cái con này nãy giết mình ạ. Mày, oh my god. What, cái súng này mạnh vậy? Giờ mình coi còn khủng long nào đúng nha. Cái bọn này nó bị sổng chuồng các bạn. Mình chỉ tấn công những cái con nào nó tấn công mình thôi. Còn mấy con mà nó không tấn công mình. Ui, cái này có trứng nè. Có trứng con gì nè. Cái này có một quả trứng. Ui, nó đẻ hay sao ấy. Đẻ hay sao vậy ta? Để mình quăng thôi. Ui, bay. What? Cái quả trứng nó bay mất tiêu luôn. Ở đây có mấy con khủng long cổ dài nè. Để mình coi còn con nào nữa không. Ui, bên kia có thằng lằn bay nữa kìa. Oh my god, các bạn thấy căn nhà của mình đẹp không? Nhà đẹp chưa? Nhà đẹp không? Ui, ở đây có thằng lằn bay nữa các bạn. Thằng lằn bay nè. What the... Ui, căn nhà của mình 1000 cái xu đông các bạn. Mình đã đầu tư rất là nhiều. Để mình dụ nữa rồi. Ui, đây có zombie nữa. Vãi, ở đâu còn zombie nữa. Thời nào rồi mà còn zombie. Để mình nhấp thử một con khủng long này nha. Để coi nó dí hay mình, nó chạy vào nhà mình coi nha. Theo tao mày. À đây. Có con này đi theo dí hay mình nè. Quay. Chạy. Chạy. Nhanh lên, run. Mày. Ha ha. Vô đây. Đây. Nè, nó dính nè. Ui, nó bị dính xương rồng đó các bạn. Các bạn thấy căn nhà này an toàn chưa? Nè. Muốn đánh không? Vô đây. Mày. Bị dính xương rồng kìa. Mày sợ rồi. Nhát rồi bạn. Này, dính xương rồng kìa. Mày, ui, nó đánh mình được. Nó dẫn con khiều mình được các bạn. Tại vì người nó quá dài. Còn cái con này. Ui. Đây. Rồi. Mày nè, dính cái súng của tao đi, cái con khủng long ngu này. Đầu phòng đầu nó dài vãi. Mày nó nhìn nè. Ơi, nó bị dính xương rồng của mình rồi. Cái bẫy xương, mày chết. À, còn một con nữa, con tê giác này. Con này giống con tê giác hả mày? Giống gì hệt? Khủng long tê giác hả? Ôi, nó quýnh mình văng vô cái hàng rào. Dính văng vô cái nhà luôn. Hết vào. Vào đây đi em trai. Vào đây nào em trai. Em trai, chết. Wait. Mấy con này, điên nè. Còn nhỏ mà bu ám nè. Bu làm cái gì? Bu theo làm cái gì vậy hả? Hả? Wow.
Tuyệt vời các bạn. Đây này có một con nè. Để mình giữ con này nha. Con này nó làm cho mình hiệu ứng tối nè. Tối nè. Nó xì. Mỗi lần nó phành cái màn của nó lên đó bạn. Cái màn của nó lên đó là mình bị tối. Quay với mình kìa, đi với mình kìa. Các bạn thấy cái hàng rào này sao? Quay đi vô đây. Ui, nó vô được. Ô, nó vô được, nó vô. Mày. À, cái con này nó nhỏ nó vô được các bạn. Con kia nó bự nó không vô được. Ai, là mình tưởng là mình hết hồn. Nó vô được. Ở đường này có một con giác, con gì nữa đây. Khủng long này hình như nó hiền hay sao vậy? Đằng kia đằng khủng long này hiền. Đằng này có mấy con khủng long. Hồi nếu mà đúng ra mấy con thằng lằn bay này nè, nó nguy hiểm lắm á. Nó gấp người lên luôn các bạn, nó gấp các bạn lên luôn á. Các bạn đang đứng đúng không? Gấp các bạn lên luôn. Để mình bắn con nó làm sao. Nó bay lên thì sao mình bắn. Nè, con này gần nè. Con này gần nè. Tấn công mình không ta? Nó không tấn công mình được. Chết, rất là thịt. Ở đây có mấy cái xe nè, mấy cái xe Jeep. Ôi. Để mình kiếm rồi còn con nào. Còn con này. Ôi, còn con bự với con nhỏ luôn. Ôi, cái gì? Mới có xét đánh các bạn. Ở này có một cái con gì nè. Cái con này nhìn ghê vãi các bạn. Cái con này nhìn đi như là khủng long này, hình như nó đánh với T-Rex được luôn các bạn. Cái gì vậy? Làm gì vậy? Ôi, nó đánh mình mà con này đánh yếu xìu mà. Con này có thể đánh với T-Rex nè. Cái đuôi của nó là có cái cục chì á, kiểu như là cái cục đây nè. Quật cái đuôi T-Rex luôn các bạn có đã coi cái những cái bộ phim mà dựng lại từ khủng long chưa? Đấy, các bạn có thể coi. Bữa mình có coi một lần. Coi ấn tượng với con đó, trâu lắm, cái người nó như bộ giáp vậy đó. Nó gọi là tăng cơ thứ thiệt các bạn. Tăng cơ thứ thiệt. Quay đằng này, giống hôm nay có khủng long không ta? Để mình kiếm coi. Quay, sống thằng khủng long nha các bạn. Ở đây là hồi nãy là các bạn thấy là có con T-Rex, đó là một T-Rex bình thường, còn một T-Rex chúa nữa. T-Rex chúa là một con màu trắng khác nữa các bạn à. Kinh lắm, trời sắp sáng rồi. Mày nè, hồi nãy mày dí hiệp anh đúng không? Mày yếu rồi, dí hiệp anh. Đây là châu bò, không biết cái châu bò hay không nữa. 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái. What the? Ôi, nó đúng là châu bò. Ôi, mấy con này có gì? Ủa, mũi tên hả? Gì, phản đam luôn chứ. Quái thật. Mày tới đây. Mày, ui, nó châu thật các bạn à. Đúng là tăng cơ thứ thiệt. Nó là thể loại, nếu mà khủng long nó là tăng cơ thứ thiệt luôn á. Nó châu lắm, bộ giáp, cái xung quanh của người nó là một bộ giáp đó. Vô đây. Nó không vô. Mày vô đây. Nè. Mày không vô thì mày dính đây. Dính vào hàng rào nha con. Châu nè, châu cũng phải chết. Mày có con nè, nó có con nữa mày. Con nè, mày, con. Ui. Mày chết. Lũi hàng rào chết. Ôi trời sáng rồi. Cái này là cái gì đây? Mũi tên của mình mà sao kỳ vậy? Rồi, để mình, ở đây còn một con nè. Đúng là cái này thật là kinh tởm các bạn à. Kinh dị Mỹ. Sáng rồi, trời sáng rồi. Ở đây mình con này. Mày, tới đây mày. Nó bị kẹt hay sao các bạn ơi? Nó bị kẹt hay sao á? Mình phá cho nó ra nha. Quay, nó giả điên các bạn. Nó giả điên. Oh my god, nó giả điên. Quay, chạy. Nó giả điên. Vãi thật. Chết. Nó giả điên. Thề luôn con này, giả điên kinh hồn. Nó giả điên các bạn à. Xém chết rồi nè. Quay đi vô. Ôi, mình ho luôn rồi. Vãi. Ui, nó giả điên các bạn. Oh my god. Mày, giả điên hả mày? Khủng long mà cũng biết giả điên nữa chứ. Mình, hồi nãy mình đứng đằng xa nó nha. Nó không đánh mình. Khi mình vừa lại rằng nó một cái, dí theo mình như điên. Kinh, con này kinh đấy. Con này biết giả điên nè. Ô, quên, bấm. Mày rồi. Mày giả điên nè. Chết. Ha. Khủng long mà cũng biết giả điên nữa các bạn. Kinh hồn. Mấy thanh niên, đúng là mấy thanh niên khủng long. Rồi. Cái con này các bạn nhớ không? Các bạn nhớ nó không? Các bạn nhớ nó hay không? Cái con này nó còn phù mang trận má nữa nè. Y như là cắn hổ mang vậy đó. Nó là y như là tắc kè các bạn. Nó như là một loại tắc kè đó. Mình nhớ là con cái tắc kè nữa sa mạc nè.
quầy nó là bên tối được nè. Nhìn nó đẹp ha, nhìn cái con này đẹp các bạn, mình thích, thích con này. Nó phù cái mang nó lên nhìn đẹp mà nó làm cho mình tối nhìn khó chịu quá. Thề luôn. Ê, sấm thần không biết gì nào tới đây. Nhưng mà cái con này không, nó hiền nữa mày, không biết nó có cắn mình nha. Mình xuống rồi nó cắn mình nha. Không cắn mình. Con này là con giết chùm cuối nè, giết cái con T-Rex nè. Con khủng long này giết con T-Rex nè. Mình bắn nó nha. Pew. Ôi, cái gì? Hình như mình mới bị cái hưởng làm chậm. Chết. Ảnh là bự nhất mà ảnh yếu xìu. Ảnh không có làm gì hết á. Mày, còn mấy con này nữa. Còn mày, chết. Ngỗng đít, ngỗng đít luôn. Ngỗng đít, ngỗng đít, ngỗng đít. Ôi, mưa rồi. Rồi, sóng thần sắp tới rồi. Thôi, 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 nè em ơi. Thôi, thôi, đi về, đi về. Đi về, sóng thần sắp tới rồi. Ăn táo rồi cái. Công nhận cái con, nó làm hư giáo mình luôn kìa. Hư hết bộ giáp mình. Rồi để mình về mình làm bộ giáp cái mình để sống thần coi. Ôi giời ơi. Ui. Đây là khủng long cổ dài. Mình giết thử con nha. Con này thì nó hiền lắm. Nó không có đánh người. Mình đánh nó thì mình đánh chứ nó không có đánh mình. Đó, nó rất là hiền. Nó, các bạn biết nó bị con nào ăn hiếp nhiều nhất không? T-Rex. Nó bị T-Rex ăn hiếp nhiều nhất luôn. T-Rex là thường thường cắn cổ này nè. T-Rex là nó có một chiêu cắn cổ rất là ghê nha các bạn. Mày yếu xìu hả bạn ơi. Yếu bả ấy. Thôi về nhà giáp mình sắp hư hết rồi kìa. Ở đó mà không lo, đi lo giết mấy con yếu làm gì. Thôi bây giờ mình sẽ làm một cái bộ giáp nha các bạn. Một bộ giáp. Rồi. Và chúng ta sẽ đợi sống thần thôi. Hồi nãy mình thiếu à. Ôi hình như nếu mà đối với cái số lượng sắt như thế này á thì mình nghĩ là sẽ không làm đủ đâu ta. Đủ không ta? Ok chắc đủ nè. Đủ rồi. Alright. Yes. Ok. Mình đã có một bộ đồ mới. Rất là nhanh chóng. Một cái nón. Mấy con này mạnh lắm các bạn à. Alright. Haha. Bây giờ chúng ta sẽ đứng đây đợi sống thần thôi anh em ơi. Ok. Mình cũng không biết là chừng nào sống thần nó tới nữa. Nhưng mà chúng ta cứ đứng ở đây đợi đi. Chắc cứu ha. Rồi. Mình đang tái luôn cái. Sao nó lát rồi. Con khủng long nào làm mình lát vậy trời. Ui. Không biết là khủng long với Godzilla không biết như thế nào ha. Khủng long mình thấy nó cũng tấn công ghê đấy, nhưng mà mình thấy là mấy con Godzilla nó đánh rất là nhanh và nó bắn rác lắm, chịu không nổi. Ui sống thần tới thì sao vậy? Đúng rồi, chết rồi. Ui cái con, không biết con khủng long cổ dài này không biết qua được cái cơn sống thần này không. Thấy nó cũng cao các bạn, nó cao như sống thần luôn kìa. Mày nhìn thấy không? Ui đấy để coi nha, sống thần tới coi nó như thế nào nha. Đang là nó đang rất là lắc. Oh yes, đứng đây coi. Khủng long cổ dài này nó có cao hơn không nha. Ôi nó không cao bằng sóng thần nữa các bạn ơi. Nhìn vậy thôi chứ nó thấp hơn cái sóng thần nhiều. Oh my god, 1000 cái xương rồng của mình. No. Ôi nó đang trồi lên kìa. Nó đang trồi lên kìa các bạn. Thấy không? Rồi xong nó mất tích rồi. Ôi. 1000 cái xương rồng. Hàng rào 1000 cái xương rồng của tôi. Oh no. Pop. Ôi trời, bắt hết rồi. Chết rồi, công sức của mình. Ôi trời. Trời lên luôn. Yeah, trời lên nha các bạn. Ok. Lên thôi anh em ơi. Lên trên thôi. Giờ không biết là trên nó có khủng long chưa nữa. Mình cũng chưa biết nữa, tụi nó có xuất hiện ra chưa. Nhưng mà cứ trời lên đi cho chắc. Trời lên đi. Ui. Ôi ôi gì vậy? Cái gì vậy? Ôi. Ui. Cái con gì đánh mình? Ô what the. Cái con gì đánh mình vậy? Oh my god. Mình vừa trồi lên cái con gì đánh mình luôn các bạn. Oh. Hình như là mấy con mực này hay sao các bạn ơi. Con mực được không? À mấy con nhỏ nhỏ này. Mấy con nhỏ này nè. Oh nhỏ mà sung à. Được. Mày phải trả giá thôi. Mày phải trả giá. Trả giá nè. Ui nó nhỏ mà. Mày. Ui. Mày gom cái súng này kinh các bạn. Súng này kinh thiệt chứ. Nó lâu hư nữa chứ. Nãy mình bắn mày giỏ mà sung. Thôi bỏ đi. Tha cho mày đó. Đây là mới có thêm mấy con này nữa nè. Ui thằng lần bay. Mày nhớ tao không? Ui gì một cái chết queo rồi. Ít xìu vậy cha. Mưa nữa chứ. Mày. Ở đây có mấy con khủng long nhỏ nè. Mấy con này đánh không biết nó có đau không nữa, nhưng mà mày cứ tới đi sẽ thấy.
Đừng có đánh ông được nha, đánh mình đau nha. Mày, những con nhỏ này không biết tấn công hay sao mày ơi? Chỉ có mấy con bự thôi, bự mới ghê nè. Oh yes, oh yeah. Mày, ở đây mày, chơi mày, chơi mày, chơi mày. Con này giả điên kinh lắm, anh giả điên ghê lắm, anh giả điên ghê lắm, ghê lắm. Solo dưới nước mà, uầy, solo cỡ dưới nước mà nó còn quýnh mình gần chết nữa, kinh thiệt. Hay là đứng dưới nước các bạn ơi, đứng dưới nước mà nó đánh mình gần chết luôn nè. Cần dùng súng nó bị chết thôi chứ gì đâu. Ôi đằng kia sao nhìn nó u nhìn ghê các bạn. Các bạn nhìn nè, y như các bạn nhìn cái khủng long cổ dài đằng kia nhìn giống quái quái vật hồ Loch Ness không? Nhìn nó tối tối nè. Oh my god, quái vật hồ Loch Ness. Kinh thật. Ôi cái con gì nó chỉ đó vậy? Ôi cái con gì ghê mày ơi. Xuống nước mà gặp cái con này chắc mình té đá quần luôn á. À con mực khổng lồ. Con mực khổng lồ các bạn à. Xuống nước mà gặp con này chắc té đá quần luôn á chứ. Ai mà dám. Ôi nó chết quèo rồi. Mày nhớ tao không? Nhớ tao không hả? Cái con khủng long này. Khủng long ăn thịt nè. Đó là khủng long ăn thịt đấy. Nó cũng cái dạng là hình như cái con này là cái con ở trong phim Jurassic World mà của cái thằng mà huấn luyện ba cái con đó hay sao á, ba con khủng long á, hình như là vậy. Mình không nhớ nhưng mà giống lắm. Con này là mấy con quái vật biển nè. Mấy con này là giết chùm cuối. Con này là con giết chùm cuối nè. Oh no, con mắt nó kìa. Oh, mắt mày hả? Mắt mày bắn mày luôn nè. Bắn vô mắt mày nè. Ôi mày nè, bắn vô mắt mày luôn nè. Mày nè. Thôi lên. Con đó là tốt. Ha đi. À, con T-Rex. Con T-Rex. Đó, bạn thấy con khủng long này không? Khủng long này là full giáp đấy các bạn. Hơi bị trâu á. Ôi cái gì? Ôi con này nó cắn mình luôn nè. À, tao tưởng mày hiền ai vậy đâu. Mày là thứ dữ à. Mày nè. Xuống nó hút mà láo. Chết quèo. T-Rex đâu? T-Rex. Tao tới đây. Nhắm nè. Trúng. Ủa, không trúng luôn. Phải. Trúng. Sao kỳ vậy? Hay là bắn vô giấy đó ta. Pew. Không trúng. Một cái nữa. Ủa sao mình bắn ngoài không trúng đó ta. Mày. Trúng rồi. Mày nè. Đùa hả? Hồi nãy mày đánh tao mày nhớ không hả cái con T-Rex kia. Mày nhớ không hả? Xuống nước anh là chùm. Ha. Xuống nước tụi nó bắt lại cái là tụi nó đi di chuyển chậm hơn là ở trên bờ, cho nên là tụi nó không có tấn công mình được. Oh yeah. Rồi và tất nhiên là cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình nha. Và thật sự là khủng long kinh các bạn. Kinh khủng. Mấy khủng long này kinh lắm ấy. Và tất nhiên là cảm ơn các bạn đã xem. Và nhớ là coi video của mình á, thì hãy coi hết video, cũng như là thấy có quảng cáo hiện lên thì coi hết quảng cáo giùm mình, để ủng hộ mình đó, có thêm cái thu nhập để coi làm video chất lượng hơn, đầu tư vào video hơn. Và tất nhiên là xem hết quảng cáo và lướt vào quảng cáo giùm mình. Và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video cho mình nha các bạn. Rồi và hẹn gặp lại những video sau. Nhớ like video nha các bạn ơi. Bye bye. Mày nè, trời ơi, xuống nước mà nó không dính. Con này xuống nước mà nó không dính nè. Mày. Thôi bye bye các bạn nha. Bye bye. Mày bắn con này cái nữa. Pew, hụt rồi.